Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách phát lửa rải ống sàn, đi ống đèn, ống âm trần bê tông nha các bạn. Đây, thì mũi khoét này mũi khoét 20 phi 20, ống này ống điện phi 20. Đây, cái đế của nó là tao tầm khoảng 6 phân rưỡi, 6 phần 2 đến 6 phần rưỡi nha. Ok, đế này. Đây, giờ mình sẽ làm kích thước cho các bạn xem. Đây, kích thước bao nhiêu nha. Đây. Mình sẽ nói từ phía bên đặt ống sàn trước khi người ta đổ bê tông. Và xe đó mình sẽ nói về bên phần đèn đó. Đây, đây là hộp gen. Thì hộp gen của mình thì nó có ống 90, ống 60, ống cầu, ống thoát nước sàn rồi đó, nhiều đó là ok rồi. Nói chung là đặt ống rải ống sàn đây là mình cứ trụ qua trụ nha các bạn, với lại coi địa hình phía dưới sao nữa. Đây, đây là mình đặt một cái đèn ở chính giữa để mà phòng bếp, với lại là hai bên ống đèn tiếp hai bên mình sẽ đưa xuống ở phía dưới. Sau này mình sẽ làm cái trạm phía dưới thôi, đơn giản, cứ cách nha 20 hoặc 30 phân cách trụ đó mình đưa qua. Mình sẽ từ dầm đó mình sẽ đưa qua phía bên này nữa để làm công tác cầu thang, thì có sẽ có dây công tác cầu thang ở bên đây đó, công tác cầu thang nha. Thì mình làm đây chút xíu nữa nó đổ bê tông liền, bây giờ gần xe rồi, bên đường hồ nó cũng đổ bê tông. Đây, ngang chỗ cầu thang mình cũng sẽ làm một cái bóng đèn trên giữa luôn, dưới cầu thang nha các bạn. Chỗ này bạn nên đặt ống thông dầm nha các bạn, để sau này mình đưa công tác cầu thang lên trên đó. Các bạn nhớ đây đèn không đặt cái ống đây là coi chừng bị sự cố liền, mấy công đó. Đây, phía bên này là một là mình đặt tủ điện bên này, hai là mình đặt tủ điện bên kia, nên mình sẽ đặt hai cái ống thông dầm. Đây nè các bạn thấy nè, đó hai cái ống thông dầm lên nha bạn, cái này để mình luồn dây điện từ trên xuống dưới để mình lấy nguồn xuống dưới. Đây, và phía bên này là một ống dây mạng nè, với lại một đường ống dây điện nguồn xuống từ bên phía nhà bên kia qua. Mình sẽ đặt chừa sáng hết, nói chung là chừa sáng hết, sau này khỏi sự cố rườm rà đấy. Thà mình bỏ một công đi trước ống này, sau này mình làm dễ nha các bạn. Các bạn mà lật đặt làm đây, mình làm đúng một ngày một mình coi kỹ lưỡng, thiếu gì là dược hết cả đây rồi, ống nước rồi nữa. Làm một ngày thì một ngày không tới, chiều thì đi về sớm, ngày thì không tới, nó tầm khoảng 5 tiếng đồng hồ, tính ra 5 tiếng đồng hồ. Bạn nhớ làm kỹ lúc rải sàn này là kỹ nhất. Đây, đây, đây là những bóng đèn mà đèn âm trần nha bạn, âm trần bê tông. Ok, mình sẽ đưa kích thước cho các bạn xem này. Thì phòng khách đây mình làm 9 bóng với một bóng kính giữa nữa nha. Bên bên giữa thì mình bắt cái cốt tràng cũng được. Đây, cái thứ của nó đây, từ mấy dầm bên kia qua 25 phân tim, nhớ là 25 phân tim nha bạn. Các bạn đưa vuông vô là ok. Xe này nếu mà thợ hồ nó đép chỉ thì cũng chuẩn, nó khỏi bị lệch. Đây, mình cứ 25 phân tim, trên lệch cho trên lệch 5 ly nha bạn, trên lệch 5 ly. Ghép bên nào nó cũng vậy nha, bên nào cũng vậy, cứ vuông 25, vuông 25 là đẹp. Ok, đó. Đây đèn, phía đó đèn, rồi phía đây là phía bên này là ống nước. Okay, mình đã làm chiến bém hoàn thiện để chiều đánh lém nha.
chiều rồi, chiều mà mình mới làm được xem. Rất nấy rồi, còn phía bên phía này là ống nước, một là ống nước tầng trên với lại ống thoa nước nước máy nha, nước ban công á, đó ông nói là ống nước máy đưa lên lúc ở trên, và ở dưới là ống ban công. Rồi các bạn hay thì nhấn đăng ký kênh nha.